always on my mind, all day, just all the time. You're everything to me, brightest star to let me see. You touch me in my dreams, we kiss in every scene. I pray to be with you through rain and shiny days. I'll love you till I die, deepest sea, widest sky. The beauty of the love paints rainbows everywhere we go. Need you all my life, you're my hope, you're my pride. In your arms I find my heaven, in your eyes my sea. Muốn đôi bên muốn chung sống với nhau, có vợ có
Hôm nay, ngày này, tháng tốt và giờ này càng tốt. Đoàn nhà trai chúng tôi đã hiện diện đầy đủ tại nhà cái. Lời đầu tiên cho tôi xin gửi tới hoa nhà cái lời chào trân trọng nhất. Nhân ngày mới, duyên mới của hai cháu, tôi xin gửi tới hoa nhà cái lời chúc sức khỏe mới, làm ăn lớn lớn. Kính thưa toàn thể các quý vị tại gia đình nhà gái hôm nay. Trước hết, tôi xin trân trọng giới thiệu với gia đình nhà gái trong đoàn của chúng tôi hôm nay này với gia đình nhà gái gồm có: thứ nhất, tôi Tô Hải Yên và là ông của cháu Nam, và tiếp theo là ông Đoàn là ông cộng của mời ông An Đoàn đứng dậy cho cả gia đình đó, là ông cộng của cháu Nam. Và tiếp theo tôi xin giới thiệu gặp ông Kiên và ông Bác của cháu Nam, và ông Năm là ông Bác của cháu Nam. Và tiếp theo là bà Mai và Bác Đông. Đặc biệt là bá của cháu Nam. Và người tiếp theo là bà Đất, là bà Dì của cháu Nam. Và một trong cái thành phần không thể thiếu được, nếu như không có cả này thì không có cháu Nam, đó là cháu Sáu Sơn. Đại diện của nhà trai chúng tôi về với nhà gái hôm nay là tôi đã được giới thiệu sơ bộ, và cũng xin kính mong nhà gái là ước thuận. Kính thưa toàn thể quý vị và nhà gái, nếu mà theo tôi nói trai tôi thì biết lớn thì biết tên vợ, gái tôi thì lớn thì biết tên chồng. Thế theo nguyện vọng của hai cháu hôm nay, gia đình nhà trai chúng tôi có cái dầu ăn hỏi, xin được kính dâng lên gia tiên hoặc nhà gái, mong đại diện hoặc nhà gái ứng thuận và chấp nhận cho để thắp hương kính dâng lên gia tiên để phù hộ cho các cháu lớn lên và thành chồng. Xin chân trọng kính mời. Và thắp hương trình báo gia tiên
việc tiếp theo là cái việc này đã được hai gia đình đồng thuận và cho chúng tôi trong việc hôm nay là 2-1. Thế thì tiếp theo là phần công tác nhà gái chúng tôi, nhà trai chúng tôi gắn chuyên dầu đại lễ cho cháu Điền và cháu Nam xin phép còn nhà gái đã chấp thuận. Once again, my love, oh.
thì mời các bạn ra và cầu nguyện. Tiếp nữa là lưu lại ở lại xin cơm rau gia đình. Xin báo cáo với toàn thể các cụ trong và các quý vị gái hôm nay thì tiếp theo chương trình thì đến giờ hôm nay nhà gái đã hư vật tiếp nhận cho bọn đàn trai chúng tôi đi quy đổ đại lễ thì cũng công việc đến giờ phút này cho các nhà trai chúng tôi xin đề xuất một vài ý kiến. Và cái chương trình cái hôm 19 như thế nào hôm ngày đại lễ thành đôi cho hai chồng thì cũng xin báo cáo với các cụ công an đảo là hôm đó là cũng vào cái tầng ngoài bây giờ là xe của đoàn nhà ta khi đó là xuất phát thì xuống đến đây cũng cần giờ này do thời tiết có thể là chiều một chút vậy thì chúng tôi xin được phép là đề xuất cái này để cho quý vị chủ động đấy là thời gian mà khi chúng tôi về đến nhà gái là tầm như hôm nay. Thế còn về chương trình thì là hôm đó là chúng tôi xuống đây đón dâu thì với thời gian trong vòng một tiếng đồng hồ trở lại là xin phép nhà gái làm việc cùng đoàn về Hà Nội. Vậy thì chúng tôi cũng xin thông báo trước là cái buổi hôm đó thì nhà gái bố trí anh chị em con cháu được các quý vị đại diện đưa cháu về trên Hà Nội làm lễ thì hôm sau cùng với lại gia đình nhà chúng tôi chơi bắt cơm thân mật trên Hà Nội. Ngoài cái điều kiện ra thì cái phần này tới còn một buổi trí này là đại lễ tổ chức qua hai cháu chương trình lịch trình tôi đề nghị tòa nhà gái cũng nhất trí trong quan điểm của nhà trai đấy mời các ông bà và các ông bà sẽ đồng lại. Từ trái tim đến trái tim hai trái tim hòa cùng nhịp đập hai chúng ta chung một mái nhà là ngày hạnh phúc đang về bên ta. Từ trái tim đến trái tim trăm nỗi vui cùng ngàn tiếng cười ta nắm tay xin chào mọi người và tình yêu tới cho nhau một đời vui lên đi trong phút giây này ca lên đi cho tình xanh mãi đẹp đóa hoa hồng thơm ly rượu nồng rộn ràng ngày cưới từng ngày đời mong vui lên đi thỏa nỗi mong chờ cho vui lên đi. Oh,
tuyệt vời, mừng đôi uyên ương đang bước trên con đường mới. Từ nay trong tim đã có nhau, trong đời buồn vui chia nhau, tình yêu còn mãi. Sáng
mời bạn nâng ly ta cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chú rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Mừng cho ai con cái nó lộc già, chúc mừng ba con ơi, ta chúc hai họ thêm thơ. Một hai ba yo, mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, nâng ly lên nè, vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1 2 3 vô, uống vui vẻ nha, uống say mà không được xỉn nha, nhớ đó nha. Ok, cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. 1 2 3 yo, mời bạn nâng ly ta cùng nâng ly, để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng ba con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. 1 2 3 yo, mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Vui luôn nha. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, vô nè, 1 2 3 vô. Just a smile and the rain is gone, can hardly believe it, yeah. There's an angel standing next to me, reaching for my heart. Just a smile and there's no way back, can hardly believe it, yeah. But there's an angel calling me, reaching for my heart. Breathe, I feel brand new. You opened up my heart. Show me.
like a once in a lifetime. You changed my world. I lay my love on you. You make me feel brand new. Show me your love and walk right through. Oh yeah. As I lay my love on you, it's all I wanna do. Every time I breathe, I feel brand new. Brand new. You opened up my heart. Show me all your love and walk right through. Cause I lay my love, lay my love on you. I lay my love on you. You make me feel brand new. You opened up my heart. Show me all your love and walk right through. Oh yeah. As I lay my love on you. As I lay my love on you. Nhìn chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có môi duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kết đơn. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những u buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có môi duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây một kết tơ. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những u buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Ngày hôm nay ngày lành tháng tốt được sự nhất trí của chính quyền địa phương cũng như hai bên gia đình cũng như bạn bè nam nữ thanh niên. Ngày hôm nay tại khán phòng hồ nhà gái tại thôn Mậu Thìn, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương, lớp đồng tổ chức lễ vu quy cho cô dâu Hoàng Hiền và chú rể Trần Nam. Và thay mặt cho gia đình ngày hôm nay, chúng tôi cũng rất vinh dự được đón tiếp các cụ ông các bà, các cô dì chú bác đồng ngoại của hai bên. Và chúng ta đây xin được trân trọng kính mời toàn thể các cụ ông các bà, các cô dì chú bác đồng ngoại của các bạn bè nam nữ thanh niên. Chúng ta cúp trầu, cúp nước, ăn trầu uống nước uống thuốc, cũng như ăn những chiếc bánh kẹo của nhà gái đã từ công chuẩn bị công phu để đón tiếp phái đoàn họ nhà trai trong sáng ngày hôm nay. Và để chúng ta cùng tổ chức lễ vu quy và kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, và không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, sau đây thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin được trân trọng kính mời và giới thiệu một vị đại diện của phái đoàn họ nhà trai cũng sẽ đôi lời phát biểu giới thiệu giống như trong lễ xin lâu trong ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Hôm nay tôi được vinh dự đại diện cho họ nhà trai được sự ủy quyền của bà Thanh Sơn ở xã
là đầu tiên cho tôi được chúc sức khỏe các thủ các con các bà đại diện hàng của từng con họ nhà cha gái có một niềm vui và cùng một lời chào tiếp cận nữa. Kính thưa các thủ, kính thưa các cao các bà, kính thưa toàn thể con họ nhà cha. Hôm nay con họ nhà cha chúng tôi cùng có các thành phần như sau: đầy đủ các cụ, các ông, các bà cùng bạn bè thanh niên nam nữ nồng loạn hai bên của gia đình cháu làm này như thế. Hôm nay gia đình tôi có sử dụng một cái lẽ gọi là lẽ xóa sâu và xin sâu, cùng có cành cao ngã dầu ống chè phong lúc. Trong cái lẽ chúng tôi có một ký vốn có 9.000 tiền mặt và cuối cùng xin con họ nhà gái thêm 10.000 nữa để cho điều kiện còn là người. Chúng vì nếu phong tục của người ấy bắt tôi còn là chính của mọi người. Vậy sau đó ý kiến của tôi xong thì con họ nhà gái sẽ cho chúng tôi xin 10.000 để về nhà bố riêng cho anh cháu và kính mong con họ nhà gái ghi nhận lễ con họ nhà gái. Sau đây tôi xin giới thiệu một bà dì gọi là bà của cháu chú rể, bà nội của cháu chú rể, xin chủ lễ cho con họ nhà gái tôi xin mời bà chủ lễ. Thank you.
đường phố của cô dâu cùng với chú rể tiến vào phòng cưới để đón cô dâu ra phía mặt. Lòng anh quá nỗi nhẹ nhàng, thoáng chốc anh quên đi bao phiền ưu, nhắm mắt lại và mong sao em có thể hiểu. Từ lúc em bên cạnh anh thấy cuộc sống ôn hơn nhiều, nhiều lần giận hờn nhau đôi chúng ta từng phải nói chia tay mà. Và cớ sao em vẫn luôn là người thứ tha. Anh cảm ơn trời đã trao anh người con gái tuyệt vời, chỉ muốn bên em và yêu em đến hết cuộc đời. Người tuyệt vời nhất là em, chẳng ai khác ngoài em. Và lý do anh cho là em luôn luôn tuyệt vời nhất, vì em từng biết lắng nghe, biết chịu đựng, biết sẻ chia. Anh biết cả đời này anh không gặp ai. Chúc bác mở hội như các bạn bè nam nữ thanh niên của hai bên gia đình. Ngày hôm nay tại tháng phòng cưới của họ nhà gái đã tổ chức lễ thi quy cho chú rể Trần Nam Ôn Đồng Hiền. Ngày hôm nay họ sánh bước bên nhau để cùng nhau xây dựng chung đắp một gia đình hạnh phúc viên mãn trăm năm trên đồng bằng Thăng Long. Và chúc mừng ngày hạnh phúc hôm nay có sự chứng kiến của các cụ ông các bà, các cụ thủy chú bác nội ngoại hai bên, của hai bên dòng họ, hai bên gia đình cũng như bạn bè nam nữ thanh niên đã tề tiểu đông đủ để chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn của chúng ta ngày hôm nay. Và một lần nữa để chính thức tổ chức lễ vô vị, xin một tràng tay thật lớn của toàn thể khán phòng chúng ta để chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Vâng, kính thưa toàn thể các cụ ông các bà, không có cha như núi Thái Sơn, như mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Ơn cha mẹ như trời cao biển rộng, sinh con ra nuôi con lớn từng ngày, cũng có lúc hoạn nạn lúc đắng cay, vẫn chăm chút chút bạn nâng niu như hoa trên cành. Và cũng thật là đúng, nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, minh trời hồng lộng không phủ cũng không qua, tân tảo sớm hôm nuôi con khôn lớn, mặc cả tấm thân gầy cha sẽ chở cả đời con. Và chỉ đến ngày hôm nay, cô dâu Hoàng Hiền và chú rể Trần Nam từ sự yêu thương chăm sóc của hai bên gia đình, hai bên dòng họ đã trưởng thành lập gia đình. Và để chúc phúc cho các con cháu của mình trong ngày hôm nay, thì phần tiếp theo ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời những món quà đến từ bố mẹ cũng như các anh chị em trong gia đình của cô dâu để chúc mừng cho hạnh phúc của hai con. Và đầu tiên trong bếp chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên nhận quà chúc mừng cho các con là bố và mẹ của cô dâu. Xin được trân trọng kính mời đứng lên lên để đón nhận tình cảm cũng như món quà mà bố mẹ. Colors and promises, how to be brave, how can I love when I'm afraid to fall, but watching you stand. Alone, all of my doubt suddenly
tôi khát khao trao nhau tin yêu ngọt ngào. Sao đôi ta cứ hoài ngập ngừng khi đôi tim dùng tiếng yêu thương. Đừng ngại chi vì từ bấy lâu lòng thầm mơ được sánh đôi. Dẫu có nắng hay mưa mai sau dòng đời cuốn xoay, lắm lúc đôi ta giận hờn mang bao lỗi lầm. Dù mai sau mình già nua thì tình anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Sẽ mãi chi chia cho em một đời về sau, mãi vẫn tin cho em một bờ vai ấm êm. Khi em yêu lòng khi em mỏi mệt, anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Là rể của những họ nhà gái.
Kính thưa chương trình của ngày lễ trăm năm cho các cháu, thì theo dự kiến gia đình thì trước hết là đưa cháu về gia đình làm lễ nhập gia tiên, mong đỗ mời chầu nước các quan viên của hai họ, và cuối cùng là gia đình xin trân trọng mời tất cả các quý vị của bên họ nhà gái bớt chút thời gian đưa cháu về đến nhà giai, thì xin gia đình có cơm thân mật. Thay mặt cho gia đình xin cảm ơn. Và họ đã hy sinh tất cả để con cái của mình có được ngày hôm nay.
khôn lớn trưởng thành, yêu bề gia thất. Và sau đây tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu. Xin được trân trọng kính mời ông Xuân Sơn và bà Thanh Sáu là thân sư của đứa rể đại diện cho họ nhà trai, cùng ông Đình Phùng và bà Đào Phê là thân sinh của cô dâu đại diện cho họ nhà gái sẽ cùng lên sân khấu. Trân trọng kính mời. Chính thức bắt đầu từ ngày hôm nay, họ nhà trai có thêm một nàng dâu hiền và họ nhà gái có thêm một chàng rể thảo. Và bây giờ thì cho phép tôi xin được trân trọng giới thiệu với toàn thể quý vị bên họ nhà trai. Xin được trân trọng giới thiệu ông Xuân Sơn và bà Thanh Sáu là thân sinh của đứa rể đại diện cho họ nhà trai. Xin mời quà sẽ tiến lên phía trước một bước và cùng ra mắt và cúi chào với toàn thể quý vị. Giới thiệu bên họ nhà gái, trân trọng giới thiệu ông Đình Phùng và bà Đào Phê là thân sinh của cô dâu đại diện cho họ nhà gái. Xin bà sẽ tiến lên trước một bước và cùng ra mắt và cúi chào với toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị thân mến, tình yêu là điều tuyệt vời nhất mà đấng tạo hóa đã ban tặng cho con người chúng ta. Khi hai trái tim đã hòa chung nhịp đập, hai tâm hồn đã hòa quyện và đồng điệu với nhau, và khi hai con người đã trở thành hai nửa không thể tách rời, thì có lẽ họ đã là của nhau, sẽ thuộc về nhau và sự cùng nhau đi đến cái đích của tình yêu, đó chính là hôn nhân. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ không để quý vị chờ lâu hơn nữa. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng ra phía cửa chính, cùng dành những tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để cùng chào đón rể Trần Nam và cô dâu Hoàng Hiền. Cùng sự góp mặt của các vị thân sinh đại diện cho nhà trai và nhà gái, một lần nữa chúng ta hãy dành những tràng pháo tay thật lớn chúc mừng hạnh phúc cho cả hai gia đình trong ngày vui hôm nay. Kính thưa quý vị, chào tới các nhà chồng và quý vị như thế này, đặc biệt là gửi tới lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể quý vị đã có mặt tại đây để cùng chung vui, cùng chứng kiến những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của đứa trẻ Trần Nam và cô dâu Hoàng Hiền. Thì cho phép tôi cũng xin được trân trọng kính mời ông Yên sẽ đại diện cho nhà trai lên sân khấu. Cũng cảm ơn tới toàn thể quý vị, xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các quý vị đại diện cho hai họ nhà trai và nhà gái, kính thưa toàn thể các vị quý khách gần xa, kính thưa bạn bè thân thiện của cháu Nam cháu Hiền, hôm nay ngày lành tháng tốt, hai gia đình tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu Nam Hiền. Trước tình cảm chân thành của các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các quý vị tân quý khách, bạn bè nam nữ của hai cháu tại hôn trường hôm nay, chúng tôi vô cùng phấn khích, cảm động. Chúng tôi không biết nói gì hơn. Ngày trăm năm của cháu Nam, cháu Hiền mong được ngày một tỏa sáng, tràn trề hạnh phúc. Thay mặt gia đình nhà trai, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm tới hạnh phúc của hai cháu. Giờ phút này chúng tôi không biết nói gì hơn. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn, chúc các vị ngon miệng, xin chân thành cảm ơn. Và
Vâng, mặt cho những lời mình xin được chúc cảm ơn bác Yên đại diện Hoàng Nhà Trai như lời phát biểu rất tuyệt vời. Và sau đây cũng xin được trọng kính mời ông Điều đại diện cho Hoàng Nhà Gái cũng có lời cảm ơn tới toàn thể quý vị. Xin được trân trọng kính mời. Thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể bạn bè thân mến của hai cháu, được sự nhất trí của hai chính quyền hai địa phương, hôm nay hai gia đình đã chọn ngày nhằm tháng tốt để tổ chức cho cháu Hiền và cháu An. Trước sự chứng kiến của hai họ, thì hôm nay cháu Hiền cháu Nam chính thức là lên duyên vợ chồng, hai gia đình lên nghĩa thông gia. Tôi đại diện cho Hoàng Nhà Gái không biết nói gì hơn hết, xin chúc toàn thể công các bà và bạn hiếm của hai cháu đã bất chút thời gian tới đây dự bữa tiệc thân mật và mừng hạnh phúc cho hai cháu. Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị thân mến, trong thế giới rộng lớn mà chúng ta đang sống thì không có màu sắc nào lại đẹp và rực rỡ bằng màu sắc của tình yêu, không có âm thanh nào lại ngọt ngào và lãng mạn bằng thanh âm của tình yêu. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ làm cho niềm hạnh phúc đó thêm ấm áp và thêm trọn vẹn. Vâng, và cô dân dễ thân mến, nghi lễ đầu tiên một nghi lễ rất tuyệt vời, rất hạnh phúc. Xin mời bạn chúng ta cùng tiến đến chiếc thái bước ạ. Vâng, và trước khi đến với nghi lễ này, chúng tôi cũng như những lời chương trình rất mong muốn những người hai bạn cùng nhìn nhau, cùng nở một nụ cười thật tươi các bạn, và cùng nhìn nhau rồi rất hạnh phúc các bạn. Và thưa quý vị, nghi lễ che nhẫn cưới xin phép được bắt đầu. Thưa quý vị, hai chiếc nhẫn cưới là hai vòng tròn không có điểm đầu và không có điểm cuối. Nó minh chứng cho tình yêu của đứa trẻ Trần Nam và cô dâu Hoàng Hiền, họ tặng tròn cho nhau. Và kể từ giây phút quan trọng này, đứa trẻ Trần Nam và cô dâu Hoàng Hiền cũng chính thức là vợ là chồng. Chúng ta cùng dành cái tràng pháo tay thật lớn chúc mừng hạnh phúc cho đứa trẻ Trần Nam và cô dâu Hoàng Hiền. Một nghi lễ rất tuyệt vời, rất hạnh phúc, đó chính là nghi lễ chào nhẫn cưới. Thưa quý vị thân mến, trong ngày hôm nay cô dâu và đứa trẻ của chúng ta nhận được rất nhiều những tình cảm yêu thương của toàn thể quý vị dành tặng cho Trần Nam và Hoàng Nguyên. Đặc biệt là sẽ có những món quà rất tuyệt vời gửi tới hai bạn. Và trước tiên thì xin được trân trọng kính mời bố mẹ của chú rể sẽ có những món quà rất tuyệt vời gửi tới hai con của mình. Xin được trân trọng kính mời. Vượt qua mọi gian lao thử thách và cùng nhau xây dựng một tương lai tươi sáng, xuân đời.
it's intuition, but some things you just don't question.